trong khó khăn thiếu thốn và trong thảm họa động đất kinh hoàng tình người thực sự cao cả và đầm ấm trước những đau thương mất mát to lớn mà người dân thổ nhĩ kỳ đang phải hứng chịu với người dân nơi đây là hy vọng dù mong manh và với các cán bộ chiến sĩ của việt nam ta đó là nỗ lực hết mình bằng mệnh lệnh từ trái tim tới thành phố Andana, điểm gần nhất để di chuyển xuống các điểm động đất và tâm chấn bằng đường bộ cách đó hơn 200 km. Mọi thứ thực sự rất mơ hồ và lo lắng bởi an ninh, an toàn, mạng Internet, sóng điện thoại, sinh hoạt, kể cả mối nguy hiểm của dư chấn Nưỡng lo đã vơi đi phần nào khi đích thân đại sứ Đỗ Sơn Hải, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta tại Thổ Nhĩ Kỳ và các cán bộ đại sứ quán chờ đón tại khách sạn tại và giúp đoàn phóng viên VOV thuê xe tới các địa điểm mà các đoàn Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, đồng thời chia sẻ những thông tin, giải đáp những lo lắng của chúng tôi. Nói về thảm họa, đại sứ Sơn Hải từ tông giọng vang to và hồ hởi khi gặp các nhà báo Việt Nam đã lặng người và trầm lại kinh khủng lắm không thể tưởng tượng nổi xuống thực địa các bạn sẽ thấy rất đau thương tan hoang báo chí tới đây hãy nói đúng phản ánh trung thực mà lột tả hết để người dân trong nước hiểu và chia sẻ với nhân dân thổ nhĩ kỳ chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các đoàn và anh em báo chí bất cứ lúc nào từ các nhà báo lên đường tới thực địa, đại sứ dù mới gặp đoàn phóng viên VOV trong ít phút nhưng đầy lưu luyến, xen lẫn lo lắng. Đại sứ nói, an toàn các bạn nhé, khiến đoàn phóng viên thêm ấm lòng và bị dịn. Đại sứ cũng không quên đưa cho anh em báo chí một bảo bối vô cùng quan trọng, đó là cục sạc pin dự phòng và tấm thẻ tác nghiệp đại sứ phải mất gần 2 ngày ăn trực nằm chờ tại Andana để xin cho phóng viên Việt Nam. Hơn 200 km đường vòng vèo hướng về phía Hatay, đoàn phóng viên đầy tâm trạng và lo lắng về nơi tạm trú bởi trời đêm giá lạnh. Hatay thực sự là thành phố không còn sự sống vì không một ai sống trong các căn nhà đổ nghiêng và phần lớn đã đổ nát sau động đất. Tất cả mọi người dân đã sơ tán hoặc ở trong liều trại trên các cánh đồng sơ vận động. Động đất đã ảnh hưởng tới 10 tỉnh của Thủ Nhĩ Kỳ, nên từ thành phố Antena tới Hatay, đầu đầu cũng thấy dấu tích đổ nát và động đất kinh hoàng và choáng váng là Hà Tây, tâm điểm của tâm chấn. Dọc hai bên đường tới khu tập trung dân và các đoàn cứu hộ quốc tế là cảnh tan hoang của những ngôi nhà cao tầng. Các đống đổ nát là những gì còn sót lại sau động đất. Từ sân vận động Hà nơi các đoàn cứu hộ tập kết và ở lán trại, bên cạnh là các lều dân sơ tán thực sự khó để tìm đoàn cứu hộ Việt Nam đang ở đâu giữa hàng ngàn chiếc lều đan sen trong khi các hoạt động cứu hộ hối hả, xe tải, xe ủi, xe cứu thương tấp nập chạy, đoàn phóng viên vẫn cố gắng để tiếp cận đoàn Việt Nam nhanh nhất. Tìm cờ đỏ sao vàng là nhanh nhất giữa hàng nghìn lán trại như thế này. Đoàn cứu hộ cứu nạn của quân đội nhân dân Việt Nam ở sâu phía ngoài sân vận động nhưng cũng khó tìm do trời nhá nhem tối. Nhìn ai cũng giống nhau trong hàng nghìn người đang ở đây, gió thổi và cờ đỏ sao vàng tung bay vui mừng về gặp các chiến sĩ của ta ở đây tất cả không quen biết nhưng phút chốc trở nên rất thân thiết và tình cảm từ anh em chiến sĩ tới các thủ trưởng ai cũng niềm nở đón chúng tôi các thủ trưởng trong đoàn đều mang quân hàm tướng tá đang ngồi nghỉ nhưng đã chạy lại để bắt tay và ôm đoàn phóng viên trưởng đoàn thiếu tướng phạm minh tị vui mừng hỏi vào đây anh em hậu cần đâu làm cho các bạn mới đến bát mì tôm rồi bố trí chỗ ngủ cho anh em Gặp các chiến sĩ lại được ở cùng lều, nỗi lo chỗ ngủ là mối lo lớn nhất của đoàn phóng viên đã tan biến. Thành phố Andana vẫn còn nhiều nhà chưa bị đổ nát nhưng không ai dám ở vì lo sợ dư chấn hoặc tự đổ vì đều đã nghiêng ngả. Đồ ăn thức uống và tư trang đoàn phóng viên chuẩn bị đủ để tác nghiệp ít nhất là 2 tuần nên cũng khá lỉnh kỉnh và nặng. Mọi người xác định trang bị đủ để có thể độc lập tác chiến trong điều kiện khó khăn vô cùng, có tiền cũng không có gì để mua ở hạt Tây lúc này. 19 giờ tối ăn nhanh bát mì tôm để tác nghiệp và đưa tin, phỏng vấn đoàn. Nhưng đoàn cứu hộ cứu nạn vẫn chưa thấy ai ăn. Chắc là rất đói vì từ 8 giờ sáng tới giờ, các anh chỉ uống nước và ăn lương khô tại các điểm cứu hộ. Để ý nhanh, thầy các anh chờ thủ trưởng của đoàn và thiếu tướng Phạm Văn Tị ăn, nhưng thủ trưởng vẫn chưa được nghỉ vì đang gặp gỡ các đoàn quốc tế. Các đoàn sang nhờ đoàn ta giúp và hỗ trợ tìm kiếm. Mâm cơm chỉ có một đĩa mì tôm xào với rau bắp cải gắp vào cốc giấy để ăn tạm. Tướng Tị nói, người dân của họ còn rất khó khăn, anh em ta được ăn ở trong lều như thế này là mừng lắm rồi. Vừa ăn các thủ trưởng vừa trao đổi giúp kinh nghiệm để công việc hiệu quả hơn cả trong hợp tác quốc tế phối hợp tìm kiếm. Đoàn ai cũng mừng khi Bahrain chủ động sang nhờ ta cho chó nghiệp vụ giúp tìm kiếm các đống đổ nát mà họ được giao cứu hộ. Tướng Tị nói, giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ hay Bahrain cũng là giúp, là nhiệm vụ mà đảng, nhà nước và quân đội giao phó cho đoàn khi sang đây nên ta sẵn sàng. Nói về kinh nghiệm tìm kiếm, ông lại nghẹn ngào ánh mắt trực ứa đỏ có lẽ ông chưa bao giờ tận mắt chứng kiến những đau thương như người dân Tây vừa trải qua và cũng là lần đầu tiên tới một đất nước xa xôi như thế để tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn dù ông đã có hàng chục năm lăn lộn trong công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn ông chia sẻ bài học của tôi là cứu người chúng ta phải coi như cứu chính người thân của mình nếu trong đống đổ nát là bố mẹ vợ con các bạn các bạn có đứng ngoài nhìn không tôi chắc tất cả chúng ta sẽ lan vào để cứu và không sợ nguy hiểm kể cả tính mạng đúng không lời nói của ông lúc này thực sự sâu nặng nghĩa tình đó là tình người với người trong hoạn nạn không còn phân biệt biên giới khoảng cách ngôn ngữ tôn giáo hay văn hóa Gần 12 giờ đêm khi mọi lán trại đã khá yên nắng, nhiệt độ ngoài trời đã giảm xuống không độ, vẫn còn bóng một đồng chí chỉ huy ngồi một mình, đó là Thượng tá Nguyễn Duy Minh, cục đối ngoại Bộ Quốc phòng. Anh vừa đi gặp gỡ và tiếp xúc các đoàn cứu hộ các nước gần lán trại nhằm tương hỗ trong tìm kiếm cứu nạn tại Hà nhưng cũng là chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ lương thực. Nhưng có lẽ anh ngồi một mình để tĩnh, để lặng và để ngẫm về chữ tình người sau nhiều ngày tận mắt chứng kiến những đau thương mất mát mà người dân nơi đây vừa trải qua. Anh cũng như anh em trong đoàn cảm thấy đó như là mất mát của chính mình và người thân của mình. Cũng chính vì vậy mà anh em trong đoàn đã ngay lập tức bắt tay tham gia tìm kiếm cứu hộ ngay khi từ tâm trấn. Quyết tâm và mong muốn được làm nhiều nhất, nhanh nhất để tìm kiếm những người còn sống sót. Dù thời tiết lạnh buốt nhiều dư chấn, trong khi vẫn còn các ngôi nhà nứt, nghiêng vẫn luôn thường trực đổ sập bất cứ lúc nào, nhưng anh và anh em trong đoàn luôn sẵn sàng. Anh nói đó là bản lĩnh của bộ đội Cụ Hồ và là nhiệm vụ từ trái tim. Giá lạnh giữa đêm đông ở Hà Tây bỗng tan biến bởi tình người với người trong hoạn nạn đã giữ ấm tinh thần và quyết tâm cho những người may mắn sống sót, cho lực lượng cứu hộ quốc tế, trong đó có đoàn Việt Nam. Quay những khu nhà đổ nát sau động đất bi thương và buồn tủi nhưng vẫn còn tiếng cười reo hạnh phúc khi lá cờ Việt Nam được cắm lên. Đó là nơi chó nghiệp vụ của ta phát hiện ra có sự sống, có nạn nhân đang mắc kẹt. Chính vì thế, những ánh mắt của người dân nơi đây vẫn không ngừng dõi theo cờ đỏ sao vàng trong tràn đầy niềm tin và hy vọng. Còn tại địa điểm tòa C, trung cư Sina, CTC gồm 3 tòa nhà, số 66 đường Kamanpasa, quận Camgirres, thành phố Adijaman, lực lượng cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam vẫn đang phối hợp với đoàn của Mỹ và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng xe máy xúc, các thiết bị cắt sắt và bê tông để tìm kiếm nạn nhân trong các tòa nhà theo thông tin có đến hơn 100 nạn nhân. Lực lượng cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam chủ yếu tập trung khai phá các khu vực là khu bếp và phòng khách của ngôi nhà 9 tầng bị sập. Theo thông tin ghi nhận, tòa nhà này bị sập chỉ sau khoảng 50 giây từ khi bắt đầu động đất nên phần lớn mọi người vẫn còn trong phòng ngủ, chưa ra đường ngoài. Kết thúc ngày làm việc, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa được một thi thể ra ngoài. Ngoài ra đoàn công tác cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã trao viện trợ y tế cho thành phố Adıyaman. Đại diện Sở Y tế thành phố Adıyaman gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm hỗ trợ của phía đoàn công tác cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam, đồng thời cho biết những thiết bị này rất cần thiết cho y tế địa phương khắc phục hậu quả của động đất theo chia sẻ của thành viên đoàn công tác phía thổ nhĩ kỳ và các đoàn quốc tế tham gia công tác cứu nạn cứu hộ tại nước bạn đều đánh giá cao sự chuyên nghiệp tinh thần nỗ lực tổ chức công tác cứu nạn cứu hộ hiệu quả an toàn của lực lượng cứu nạn cứu hộ việt nam khi gặp các thành viên của đoàn những người dân địa phương luôn để tay lên ngực trái thể hiện sự cảm động biết ơn đối với lực lượng cứu nạn cứu hộ việt nam những người dân bản địa gần doanh trại của đội cứu nạn cứu hộ bộ công an đã trực tiếp đến gặp để nói lời cảm ơn dành nhiều tình cảm tốt đẹp đến việt nam cảm ơn những chiến sĩ cứu nạn cứu hộ đã đến giúp người dân thổ nhĩ kỳ trong thảm họa khó khăn và người dân thổ nhĩ kỳ cũng sẵn sàng đến giúp đỡ việt nam khi cần đến thời điểm này đoàn cứu nạn cứu hộ bộ công an đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại hai hiện trường được bộ phận điều phối phía thổ nhĩ kỳ phân công và yêu cầu đến thực hiện nhiệm vụ theo tình hình cập nhật việc cứu nạn cứu hộ tại thành phố adiyaman đang rất khẩn trương và hiện trường cần cứu nạn cứu hộ đang lần lượt được hoàn thành căn cứ và tính toán thực tế, đoàn công tác Bộ Công an dự kiến tham gia hoạt động cứu nạn cứu hộ khoảng 10 đến 12 ngày, sau đó đoàn trở về nước trước ngày 20 tháng 2 năm 2023. Trong trường hợp có yêu cầu đặc biệt, Chính phủ thổ nhĩ kỳ và Chính phủ Việt Nam sẽ quyết định việc gia hạn ở lại hỗ trợ nữa hay về theo đúng kế hoạch.